Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mì của em nhá. Các bác em lên thì các bác em họa mì người dài như cái sào này các bác này. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn, dáng ngũ trường các bác nhá. Em này thì thuần khoảng 95% rồi các bác. Anh em nuôi quen một thời gian là sách lồng vẫn hot thôi nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy dáng dấp nó rất là ok luôn. Đấy, các bác nhìn này, cực kỳ là ok luôn các bác nhá. Dáng quá đẹp luôn anh em ơi, họa nét căng. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn, chim rào rừng anh em ạ. Giọng cực kỳ là phê anh em nhá. Đây, lát nữa em nó quay mặt lại đây thì em sẽ quay cho anh em xem cái clip hot của nó các bác nhá, đầu mặt của nó các bác nhá. Còn chim quá là đẹp luôn anh em ạ, thật sự với anh em luôn. Bóng bộ đầu mặt này, bóng dài, người dài ngoằng luôn anh em ạ. Alo. Vâng đúng rồi anh ơi. Vâng. Em là Kim Quang anh ơi. Vâng ok anh, vâng vâng. Vâng ạ. Có ấy, xít rồi anh ơi. Vâng ok anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Trái cho cùng. Đấy các bạn nhá, chim cực kỳ là đẹp luôn, người dài ngoăng ấy nhá. Chờ lát nó quay mặt lại đây thì sẽ quay cho anh em xem cái đầu mặt của nó coi nhá. Còn chìm hot quá là tốt luôn. Đây chim quay mặt lại rồi, em quay đầu mặt cho anh em xem nhá. Đây con nhìn cái đầu mặt nó này. Con này rất là giữ chim luôn anh em ạ. Đấy, các bác nhìn này, mặt xanh, lòng tử bé các bác nhá, họa nét căng. Chân ở đây anh em ơi, chân móng mèo nha anh em nhá. Chân móng mèo dáng dấp quên sầu đi anh em ơi. Quá đẹp luôn anh em ơi, chim. Thank you.
em nhá, nó chưa được căng đét hẳn đấy anh em ạ. Con này mà anh em nuôi khoảng tầm 2-3 hôm nữa thì nó thật sự anh em quên sầu luôn chim này. Con này thực sự với anh em nó quá đẹp luôn anh em ạ. À, anh em nhá, em quay cho anh em xem cái clip của con chim này. Nó thật sự với anh em đấy, chim nó mệt há mồm rồi. Con chim này rất là mệt, có nghe điện đóm khá là ổn định. Thì bắt đầu bộ kết em họa mi này, alo cho em nhé con nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 con nhé. Chim rất là ok luôn anh em ạ. Đấy, em xin phép đã dừng video đây nhá. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video của em. Bye bye tất cả các bác nhá.